nay Bộ Thông tin Truyền thông đã làm được cái việc. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại biểu đặt câu hỏi về việc Bộ có tính đến chuyện quản lý mạng xã hội như quản lý báo chí hay không. Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng điều này là không cần thiết. Thế vì quản lý mạng xã hội với quản lý mà báo chí thì có lấy từ cái này sang cái kia không? Thì báo cáo Quốc hội là hai cái không gian này khác nhau. Bây giờ mình nói báo chí là mình nói đến định hướng dư luận rồi. Mình nói báo chí là mình có hẳn một cái luật. Mình nói đến báo chí là mình còn định nghĩa hẳn là sứ mạng. Tức là sứ mạng của báo chí về định hướng truyền thông, tạo ra năng lượng tích cực, tạo ra đồng thuận, tạo ra niềm tin, tạo ra khát vọng dân tộc. Nó có đạo đức, nó có sứ mạng. Mà nghề báo là một nghề rất đặc thù. Thế nhưng mà nói về mạng xã hội thì nó là không gian biểu đạt tự do của người dân. Nó là một không gian khác. Thế chỉ có điều ấy, là trên cái không gian này ấy, thì mình cũng có quy định pháp luật và đặc biệt là mình phải hạn chế cái tiêu cực của nó thôi để cho cái không gian này nó lành mạnh hơn. Quan trọng về an ninh quốc gia. Trả lời ý kiến của đại biểu về tình trạng sản xuất video clip đăng YouTube kiếm tiền nhưng nội dung thiên về giang hồ mạng, bạo lực có tác động xấu đến xã hội, giới trẻ. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết hiện đã có công cụ phát hiện và có chế tài can thiệp. Còn với các nội dung không đúng với thuần phong mỹ tục Việt Nam thì cần có thêm sự phối hợp từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bây giờ là chúng ta bắt đầu phải truyền tất cả chúng ta sang không gian mạng, sống ở trên đấy và quản lý ở trên đấy và dọn dẹp ở trên đấy. Thì chung tay thôi. Nhất trí với đại biểu Dương Tấn Quân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về vấn đề phải bảo vệ hệ thống thông tin trước nguy cơ tấn công mạng. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết cần phải đưa ra tiêu chuẩn đối với các thiết bị hạ tầng mạng lưới công nghệ thông tin, phải hướng đến việc sản xuất một số thiết bị nền tảng của nền tảng. Bộ đã và đang nỗ lực phát triển các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, công nghệ số. Chúng ta hiện nay thì đã có gần 100 doanh nghiệp là cung cấp các sản phẩm dịch vụ an toàn an ninh mạng. Có những sản phẩm là chiếm đến 85% thị trường trong nước. Các cái quốc gia mà có sản phẩm về an toàn thông tin mà chiếm đến 85% thị trường nước thì rất ít nước. Nhìn ra là dưới 10 nước. Thế rồi là có những doanh nghiệp Việt Nam lại còn bán được sản phẩm an toàn thông tin ra nước ngoài một sang Nhật thần hoa. Thế cho nên đấy là cái điều kiện thuận lợi của chúng ta. Thế cho nên Bộ Thông tin Truyền thông vừa rồi cách đây 2 tuần thì có ban hành có quân trong cái buổi họp về tổ công tác chính phủ điện tử. Thì thống nhất là đối với cái dự án chính phủ điện tử thì sản phẩm an toàn an ninh mạng phải Việt Nam. Và khi làm việc với lại 20 doanh nghiệp gọi nòng cốt của chúng ta về an ninh mạng thì tất cả các cái hệ sinh thái đấy chúng ta làm được hết. Thì hiện nay Bộ Thông tin Truyền thông đã làm được cái việc